Thưa quý vị, cũng liên quan đến thời tiết thì sau một mùa hè liên tục chứng kiến các đợt sóng nhiệt bao phủ trên hầu khắp các châu lục thì hiện tại nhiệt độ ở nhiều nước tại châu Âu đang cao hơn đáng kể so với mức nhiệt thông thường, gây lo ngại cho nhiều nhà nghiên cứu về môi trường. Nhiệt độ buổi sáng của rất nhiều ngày tháng 10 đã vượt 30 độ C tại Tây Ban Nha, và cho dù tháng 10 chưa kết thúc nhưng các chuyên gia đã khẳng định rằng đây sẽ là tháng 10 nóng nhất kể từ năm 1961. Cũng giống như Tây Ban Nha thì Pháp cũng đang trải qua những ngày tháng 10 nóng hơn thường lệ. Xa lên phía bắc bán cầu, Thụy Điển cũng đang có những ngày nóng chưa từng thấy trong những tháng cuối năm này. Còn tại thủ đô Bruxelles của Bỉ thì cũng đang dự báo về mức nhiệt cao nhất trong ngày có lúc đã lên đến 24 độ C, cao hơn 10 độ so với mức nhiệt thường thấy trong những ngày cuối tháng 10.